út và will có khác nhau không để phân biệt hai cái từ này với nhau thì thực ra rất là dài tuy nhiên thì hôm nay chúng ta sẽ chỉ đi trên một khía cạnh của nó thôi bọn mình sẽ chỉ nói về cái tính trực tiếp và gián tiếp của út và will thôi điều đầu tiên cần phải ghi nhớ đó là út thường được dùng ở trong câu gián tiếp đi sau các động từ trần thuật ở thì quá khứ trong khi will thì lại thường được dùng ở câu trực tiếp ví dụ Cùng nói về vấn đề trời nắng, nhưng ở trong câu trực tiếp thì chúng ta sẽ dùng will, còn trong câu gián tiếp thì chúng ta sẽ dùng would. Ví dụ, ngày mai trời sẽ nắng đấy. Chúng ta sẽ có câu trực tiếp như sau. Tomorrow it will be sunny. Nhưng trong câu gián tiếp thì chúng ta có The forecast say it will be sunny the next day. Đấy, lấy ví dụ về vấn đề động từ tường thuật là thế thôi Nhưng mà có thể một số bạn đã lỡ quên mất cái động từ tường thuật là gì rồi Cho nên ở đây Alex sẽ nhắc lại cho các bạn nhé từ tương thuật chính là mấy cái động từ kiểu như say, nói, tell, ừ, oh, có thể dịch là nói luôn, <laughs> hoặc là ask, hỏi, yêu cầu. Đơn giản vậy thôi nhé.